Rồi em xin chào kênh Bông Thang Thơ và em chào cô chú anh chị. Nè, nay em lên clip mai giảo ghiên giảo hột á, giảo Thủ Đức á, à, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh là đó cô chú anh chị. À, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, bao ship toàn quốc luôn. À, bao sống, bao kỹ thuật cho cô chú anh chị mình luôn. Bao cô chú anh chị hướng dẫn cô chú anh chị mình nở đúng dịp Tết luôn. Đó. Bước đâu đây là cây số 1. Đó, mong cô chú mình ủng hộ giùm em, cảm ơn. Đó, cây số 1 quá đẹp luôn. Là cây thần chậu của chú chị, cây này là mặt bông là canh ngay Tết nha cô chú anh chị. Đó. Cây dáng thế nha cô, nghiêng nghiêng cắt cắt nha cô chú anh chị. Đó, cây lùng lực rồi, thông số luôn. Cây quá đẹp. Nụ nút ok. Quanh 17. Chiều cao là 127. Tán ngang là 141. Đó. Cống mặt cái cây luôn. Rồi cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship toàn quắc luôn, toàn do Unu luôn. Rồi tới cây mã số 2. Đó, cây mã số 2 quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Hàng đẹp, chất lượng cao, giá rẻ, quanh 17, chiều cao là 139, rồi tán ngang là 133, đó, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000, miễn phí ship toàn quốc luôn, rồi tới cây mã số 3, đó, tròn do, lụng lực, ú nu luôn, nụ nút vô ha, là cuồn cuộn luôn. À, em bán gì đam mê của chú anh chị, cây lại có 150.000 à cô chú anh chị mà đó à, vì đam mê mà bán thôi đó, cho cô chú anh chị mình chơi Tết. Rồi thông số luôn, cây này đít u u nữa nữa. Rồi quanh thân là 18, đó chiều cao là 136, tán ngang là 142. Đó, nụ nút là cây này là dữ lắm mới vậy nha cô chú anh chị, cây nè. Nè, nó nhâm nè. Nó nhâm nè. Nó đều luôn. Rồi, cây mã số 3 nè, em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.300.000. Rồi tới cây mã số 4. Đó, ú nu có một khúc luôn, dễ cưng ghê. Nụ nút cuồn cuộn luôn. Đó. Bởi vì em đam mê nó, dù bán ha, là bán không có lời gì nữa cũng đam mê bán, bởi vì thấy nó cuồn cuộn. cuồn cuộn. Rồi thông số luôn. Rồi thông số đây là 15.5, đó chiều cao là 120, đó tán ngang là 130. Đó, cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000, bao ship toàn quắc luôn, miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi, tới cây mã số 5. Đó, cây mã số 5 quá đẹp luôn, tròn do luôn, nụ cũng cuồn cuộn luôn, nó cành chi ha, cuồn cuộn luôn. Đó, bởi vì em đam mê, nên bán hàng đẹp không à. Rồi, thông số luôn. À, có cái ghế chào hàng luôn, quanh 16. Chiều cao là 121, tán ngang là 133. Rồi là cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Số này tới cây mã số 7. Ờ, cây nào tính cái đấy cô chú anh chị đó, cây nào là lụm cái đấy đó. Nào cô chú anh chị như vậy nè, em ship đi nè, nó đi toàn quốc luôn, bao sống của chú, bao sống của chú anh chị mình luôn đó. Bao héo, bao hư, bao chết luôn. Đó, cây mã số 7, nó rễ gốc có luôn nè, để bật luôn, nụ cuộn cuộn luôn. Rồi thông số luôn. Đó, hoành thân là 18.5. Đó, chiều cao là 115. Nè coi dạng đây nè, dạng đây nè, nào khỏi cần dạch. Nó bên đó lá nhiều, mắc dạch bên đây nè, khỏi cần dạch luôn. Chống mặt luôn. Rồi cây số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị 1.300.000, miễn có ship toàn quắc luôn. Rồi cái này nó nở ra cho cô chú anh chị mình coi, mua 5 năm sau kiếm cái chăn em mua. Đó. Rồi tới cây số
6. Đó. Quá đẹp luôn. Nó nụ cuồn cuộn luôn. Rồi, cây mã số 6. Thông số luôn. Quanh thân 16. Đó, chiều cao là 135. Tán ngang là 138. Đó, cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Nó cây này cũng nụ dữ lắm nè, tôi nhìn nó nhỏ thôi cho nó cuồn cuộn nụ vậy đó. Rồi, tới cây mã số 8. Đó. Trời ơi trời, nó lùng lực nè, nó khích ghim không tượng chỗ luôn mà nụ nó cuồn cuộn luôn á. Trời ơi, bởi vì em mới đam mê. Đó, quá đã luôn. Trời trời đã trời. Thấy cưng uống nụ. Uống nụ uống nút có khúc. Nó quá đã thông số luôn. Trời. Em phải lắm, không lẽ để chân hết giường luôn. Rồi quanh 17 gỡ. Rồi chiều cao là 105. Tán ngang là 133. Đó, cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Quá đẹp luôn rồi nè. Trời trời đã. Rồi tới cây mã số 9. Đó. Nụ lôi nụ luôn. Đó, cây quá đẹp luôn. Giá cả quá hữu nghị luôn. Cành chi đóng quá trời đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Có rễ búng bạc bạc luôn. Rồi hoành 18 rưỡi. Rồi chiều cao là 133. Đó, tán ngang là 1m5. Quá trời nụ luôn. Cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 miễn phí ship toàn quốc bộ luôn. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 10. Đó. Nó u nù nặng luôn, quá đẹp luôn. Đó. Em sổ lô này chắc em nghỉ luôn chứ không còn mai đâu nữa bán. Lỗ quá trời rồi. Rồi hoành thân là 19. Chiều cao là 134. Tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 10 này á mà giá 1.300.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 11. Đó, cây mã số 11 quá đã luôn. Đó, cành chi túa xua luôn. Cà guộn luôn đế ha, là có nè u cái mông gan cục luôn. Nụ nút cà cuộn cuộn luôn nè. Có cái mông đó. Rồi, thông số luôn. Bắp hành luôn. Đó, hoành thân 19. Sống nổi không? Chiều cao là 118. Đó. Tán ngang là 140. Đó. Dạ, cây số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 12, quá trời thấy cưng luôn. Nè. Đó. Mini quá trời thấy cưng luôn. Đó, từ hột lên cô phát triển mạnh lắm nha cô chú anh chị mình chơi Tết xong rồi cô chú anh chị mình trồng cái đất. Trời ơi trời, nó phát triển nha, một năm một bán mà cả chục triệu luôn. Đó, bao sắm cô chú anh chị mình luôn. Đó, hàng bán có trách nhiệm luôn, đế nè, có đế của chú anh chị, một cục đế nha cô chú anh chị. Đó, thấy cưng luôn. Đó, hàng này phát triển mạnh lắm nha cô chú anh chị. Nó hoành thân 15. Chiều cao là 108. Tán ngang là 110. Đó, cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị 1.100.000 luôn. Đó, bán gì đam mê luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tới cây mã số 13. Đó, cây số 13 quá trời đẹp luôn. Đó, nó đầy lên tới đỉnh đầu luôn. Đó, hiếm có mấy cái mai đầy lên vậy đó. Ở dưới có, trên có luôn, đầy đủ luôn. Rồi, thông số luôn, có luôn đây. Đó, hoành 17. Chiều cao là 135. Tán ngang là 138. Đó, cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi tới cây mã số 14. Đó, cây 14 cũng đẹp luôn. Đó. Quá trời nụ, cái nó lòi nụ ra luôn, cuồn cuộn nụ luôn. Đó.
dữ lắm, đẹp của chú anh chị ơi. Đó, rễ gốc lòi lòi luôn, có thông số đây luôn. Rồi hoành thân ngay đây là 17,5. Rồi chiều cao ngay đây là 115. Tán ngang là 116. Đó, cây mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.200.000 Mỹ quý ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 15. Nó quá trời đẹp cây này chú anh chị ơi, ú nu ú nằng luôn nè. Cây này nó nở ra một cái ha thì thôi à, nụ nó cuồn cuộn luôn. Đó, bởi vì em bán những cái đẹp gì em thấy đẹp em đam mê riết rồi em nhìn cây mai là em thấy cuồn cuộn. Nó có ba rễ nè cô chú anh chị. Nó ba rễ quá đẹp luôn, rồi hoành thân luôn. Đó là mình ăn 16,5. Chơi đúng tiêu chuẩn luôn. Là lên tới chót là 117. Đó, tán ngang là 110. Đó, dễ cưng ghê luôn. Đó, em để cái em dễ cưng này cho mấy anh về là chơi làm cây số 15 giá 1.100.000 bao ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 16 quá trời đã luôn rồi nè. U nu u nằng. Nó quá trời tàn đã luôn. Chơi xong rồi đem ra trồng. Đó, trồng 1 năm một bán cả năm 2 năm là bán. Để nhiều năm nữa bán cầu mấy chục triệu luôn rồi mua cái khác. Đó. Bác mua 1 năm rồi năm sau ủng hộ nữa. Rồi thông số luôn, có đây, vô. Rồi, hoành 16. Đó, hoành 15,5 nha chú. 16, cây này là em đo chính xác. Đó, chiều cao là 49. Đó, tán ngang là 50. Tán ngang là 122. Đó, cây mã số 16 là em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu. Đó, cho bán 1 triệu luôn. Rồi, xá xin luôn. Rồi, cây số 17. Trời ơi, cây này lùng tịch, uống nụ luôn. Quá đẹp luôn. Góc dâm không thấy luôn á. Nè, thông số luôn, chơi luôn, hoành thân mò luôn, hoành thân là 17,5, chiều cao là 113, tán ngang là 114. Đó, cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 miễn có ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 18. Đó, cây số 18 quá đẹp luôn. Đó, khích ghim luôn nha cô chú anh chị. Lá trời ơi quá đã luôn. Lô mà mai giáo ghim từ học lên phát triển dữ lắm mạnh nha cô chú anh chị. Đó, mua chơi thông tết rồi ha là trồng vẫn sống bình thường. Đó, đế ghế đầy đủ luôn, thông số đây luôn. Đó, rồi thông số đây là 19, 18,5 đi. Chắc ăn chiều cao là 130. Đó, tán ngang là 122. À, cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000 miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 19 luôn. Đó, cây mã số 19 quá đẹp luôn, ủ nu luôn, giá cả sinh viên luôn. Đó, giá cả sinh viên luôn. Rồi hoành thân là 18,5, chiều cao là 110. Đó, tán ngang là 127. Đó, cây mã số 19 em giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000 miễn phí ship toàn quắc luôn. Hai cây này lên tới 2 mấy bán luôn nha. Rồi tới cây mã số 20. Đó, cây mã số 20 quá trời đẹp luôn. Cây này nó dư 3 cây em thêm luôn nha cô chú anh chị. Rồi tới cây mã số 23 mới hết. Đó, lùng liền, quá đẹp luôn. Rồi thông số luôn. Đó, hoành thân là 16,5. Đó, chiều cao tới chót gót là 11,3. Đủ nút ok luôn. À, tán ngang là 118. Đó, cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 miễn phí ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 21. Đó, cây mã số 21 cũng vẫn là một cây mai giáo viên giáo học giáo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh. À, tiếp đi lại là 80-90% nghe cô chú anh chị. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, bao ship toàn quắc luôn nghe cô chú anh chị. Đó, thông số luôn. Đó, hoành thân là 18, chiều cao là 144, tán ngang là 139.
Đó, cây mã số 21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 11.200.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 22, đó, cây 22 quá cực kỳ đẹp luôn, nụ cùng cuộn luôn. Đó. Cây này nó hơi thoát thân nha cô chú anh chị, về nhưng mà có chỗ nào trồng thoát thân thì nó cũng đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hoành thân ngay đây là 19. Thoát thân ngay đây nó là 29. Đó. Chiều cao nó là 1m5, tán ngang nó là 145. Đó, cây mã số 22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.200.000 miễn phí toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 23 là cái cây cuối clip đó. Đó. Cũng rất đẹp luôn. Đó, có mấy cái rễ nhỏ nhỏ lòi lòi luôn. Hoành thân luôn. Hoành thân là 17.5. Đó. Chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m45. Đó, cây mã số 23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000 miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó, cũng là cây cuối clip. Em xin chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em chân thành. Cảm ơn, hẹn tạm biệt. Rồi. Hết.